Anh em sức kiếp phải là anh em. Anh chưa về đâu, đang đi sinh nhật. Nếu mà chính ra là hôm nay là kỷ niệm hơn 3 năm 6 tháng từ cái ngày mình về Bắc. Chỉ có đi sinh nhật là người nhà trong gia đình và những người thân cận thôi. Còn 3 năm 6 tháng thì cũng không đi ra ngoài sinh nhật, cũng không giao lưu với ai. Không phải là mình chảnh chó, nhưng 3 năm 6 tháng một người anh em thân ấy, nhưng mà sinh nhật thì đến cái đoạn mà đi ba là mình về nhà. Thôi nói thật, đó là sự tôn trọng rất là quý của anh mình rồi. Thì mình sang ăn nhậu bếp ở nhà xong đến cái giờ đi ba về chào tú thổ. Thế là người ta cũng gọi rất là nhiều đấy. Cũng gọi rất là nhiều nhưng mà buồn đấy mọi người, phải về. Về vợ mình bây giờ đang chữa là vợ cuối là đứa thứ ba, tính ra là con là đứa thứ bảy rồi, đang bắt buộc phải về. Không, còn lâu mới say, chỉ hơi uống nhiều thôi. Tức là các bạn cũng biết là ví dụ đi sinh nhật đúng không, trong mâm thì có 10 mâm cỗ thì có cả 10 mâm mời, thì trong 10 mâm đấy thì mỗi mâm còn 6 người thôi, thì ít nhất là xấu xa nhất thì cũng có 3 người là sang mời đi mời lại thì nó mới say. Chào em Tú Tổ nhá. Thì ít nhất là nói thật là nếu mà cái sức khỏe như bây giờ mình 90 cân, nếu mà để mà đi uống rượu mà uống Benanti mà uống xanh chín ấy
để mà uống được cho mình say nó hơi khó đấy. Chào em Tiến Đạt nhá. Thật má, nếu mà để mà uống Benanti mà uống xanh chín, uống rượu để mà cho uống hồng say được thì cực kỳ căng. Chào Nguyễn Quang Thái. Bởi vì mọi người cũng phải hiểu nha, mình là người Tây Bắc, ông già mình uống rượu rất là tốt, có dòng giống uống rượu rồi. Mình không phải khoe cái tài uống rượu đâu, nhưng mà nếu mà uống rượu mà xanh chín, uống rượu theo cái kiểu mà không ép ấy, còn uống là lai dai thì có mà uống nó say làm sao được.